Minions have spawned. Tiến đây biết Cô Ngọ, Xiao chào Tiến. Chắc hàng ở đâu đâu mà thấy. Cái này chắc thả được cho cụ á. Có luôn. Này nói. Phú Nhuận 85C1. Cầy chắc tháng cũng được chụp củ. Ok. Thế nhờ. Boa. Boa thì cũng kinh đấy, giờ biết tính gì chưa? Rồi. Ơi. Để heo. Cuồng ngờ, vội quá. Heo cho men. Maximus mới lụm con bồ hồi tối còn nguyên luôn vãi thiệt. Mercy is stilling a chaotic mind. An enemy has been slain. Igoni, skin siêu phẩm này chem nổi tại y thấy mượt nhất. Maximus, giờ nó than đau trời đi, không ngờ 27 tuổi rồi mà còn nguyên ối. Cái quần rồi, thật thế là tắt trụ luôn, mất tắt trụ rồi. Mất tắt trụ luôn. Thật là... Trần Đức Cường, Oni nói ít thôi. Phong Nguyễn Thanh, chúc ông buổi trưa bùng nổ nha. Phong. Trần Đức Cường. Còn kèo gì không Tiến? Hết rồi anh Cường. Nó này xong cho hết kèo đó. Nó đợi cho đi, mình vô mình lịch. Lịch. Enemy.
nó còn tê luôn, nó như thằng mồm mát vậy. Garen chắc không kêu Master Yi mày đã vô cái máu tự rồi đúng không? Không hả Garen? Trời ơi, khổ đấy. Ông tự thật à. Nó lên này đa tham lính nào. Mana thôi. Lúc hồn là tí máu hả Mana. Thu Ha, Garen kèo trên y. Ai à. Mình xoay ra kiếm đầu lá thợ luôn. Mà lính nhiều quá, rừng lin này nó cho mày chết luôn, nó để anh đập không. Hai. Thứa này nó mất cái lính rồi. Làm bảy mấy lính luôn. Ai xin cái chỗ cái cài. Này nó vào máu tự rồi, lợn nhựa này. Quan trọng quan canary giật e nó bắn chúng một cái là đi luôn đó chứ. Một cái này. Perfection can be achieved. Đấy cần dày đúng không? Lên thêm đam luôn. 40 đam nữa thì đánh nó xong. 40 đam nó có tốc biến con tê nhắc ra cái đầu đó. Đi lên với boss này. Đi lên với boss này, tên nó hai boss này.
boss nó chạy lên top nữa là đẹp luôn. Luôn. Ba được không ta? Tham gia hồi đúc mà. Hồi đúc. Ta chết không mình chết. Vợ này. Chứ xuống bắt ta bây giờ chứ. Đây, ta le xuống đây đi. Chạy cổ chạy mày bớt thật mà cái mắt cho nó nhỏ lặn mắt luôn và đấm là chết dở luôn đó chứ. Đeo đỏ tím này rất nhiều. Phú Nguyễn, đại mãn xà thử đi bản. Năm mươi lăm phần trăm chí mẹ à? Dây à? Trời ơi, tao bị delay cái gì cái ý này. Delay đi. Bay vô. Qua đây. Cái tần chuối không? Chuối không chứ.
Được đấy chứ, chém sơ sơ thôi, bốn mẹ à, chả là cần kỹ năng gì hết. Tốc biến là băm thôi, nó nhanh. 22 mẹo luôn. Đăng ký căn hộp rồi nha, chưa vậy mọi người. Mẹ 2 trận 33, mẹ tức 334 luôn, lên luôn. Tiềm năng quan trọng gì em? Anh em mà sống tình cảm đúng không? Dạ, vợ chốc rồi nha. Công trọng tao đúng không? Chạy thường canh. Để nó quỳ ba nó hồi máu lại mình lỗ còng lưng luôn. Quan trọng chứ anh em mình sống tình cảm. Fast food tiến lên từng top 5 cách đầu hàng. Ê trời. Này mấy ông cứ flex xạo xạo đi. Nam nó vô nó còng đầu biến nó chết dở đấy. Cơm ngò, nhưng mà tiền là chính. Tiền là chính mà. Ta sống không quan trọng tiền bạc mà. Hết mana rồi. Để ta kê cái tay cho nó. Kê cái tay cho nó. Và Nunu Lon biết Liu Kê Bessie ngày xưa không? Không. Chỉ là nó sao? Ấy à, đứng nó bắn nó chết. Ừ, chết. Đó. Ờ, có lợn rừng nữa đó, nó bị bắt rừng rồi nè đó, nó gần đâu được mà hỗ trợ rồi. Tao biết ngay mà. Rừng nó chuyện gì nó chạy đây, đói luôn rồi đó. Nhái thật. Bóp chính mình luôn rồi. Hay luôn chứ. Thanh no, top ghép. Top ghép luôn. Dạ. Nó cấp 6 rồi kìa. Con này à. Nghe nghe các con. Trời ơi, chứ có e. Không được. Nó đi bộ ra rồi mà lại cái đầu nữa ha. Pha này có lát nè. Cha nơ, nhờ chóp sữ hai bùa à. Nha, không chết lính rồi. Phết thật luôn. 200 mana. 200 mana, chúng trụ hầm hai cái. Ta có được không? Có bùa đâu ra hai bùa. Bạo. Đây ạ. Đánh ra đánh thường cho kết sốc điện đang to hơn. Kéo kéo cái quy mà không kết được sốc điện đang nó bằng đó. Đúng không? Kết sốc điện nếu mà thấy bóng hộ trong đánh thường hai cái kết sốc điện đang to hơn nhiều chứ. Được chứ. Rồng kìa đại ca. Chích đầu thật đấy các bạn. Ok.
về nữa. Cái le ra hắn. Ờ, may quá, nó chạy luôn rồi, nó sống rồi. Áp vui review, Liu Kê ngày trước leo lên thách đấu. Tao 4 và 3, 4 mà hơn gấp đôi mạng đó. Cây. Đam mới to phết rồi đó. Đam tay chứ mà đam phết không? Tay á. Và nó. Rồi ghê đấy. Má lắm. Bật đá luôn. Cứ có ra mà còn đứng lại ăn. Rồi nửa đồ chưa xong. Lạy luôn. Đang ăn quá. Hai thằng này luôn á. Buồn bên ngoài lắm. Có rờ thì sao? Có rờ thôi mà. Vãi cả nhãi là đứng như nó combo, nó làm hết một ca mốt máu, chưa rờ luôn, nó chết rồi. Mà hồi như nó máu rồi, nó làm hết đi luôn, buồn thật. Chắc lâu rồi. Và nu nu lon không lên cuồng đao nữa à? Thế này cuồng đao mẹ nó mệt quá nhỉ, nó mệt nó ghê luôn á. Chắc mít thì chúng ta vào đi. Cái đế nào đế thế? Chúng ta sẽ tạo cái gì đế hiệu lắm. Lạnh luôn.
nhét gì đây khó đẩy rồi. Duyên Duyên đấy, như là nên tìm ra làm cái gì đấy biết. Đang làm chiêu bị điên hết rồi. Cái vợ này bây giờ muốn đến một thằng luôn à. Một thằng thôi cơ. Killing spree. Chắc có thua tao 3 cấp luôn á. Bay vô nó vẫn lập được 1 thằng, 4 luôn. Kêu chưa. Trời. Bay chục rồi. Let us begin. Từ sau thì à. Điệu chơi chơi đó. Đánh 1.8 1.56 à. Rồi mình xem cho có like video, nhớ like video ngộ nữa nha. Chưa vậy mọi người. Xem 5 bài ron ta. Cướp xong luôn rồi. Có bay vô. Khai nguyên ngoan, ăn cây chói bị vả sấp mặt. Chốc lại cần 9 cân 10 đây à. Rồi, tóc biến nó băm rồi đó, kêu rồi, nhận nhựa. Dạ, bắn hết dính rồi. Trời ơi. Nó lên nó bắt tôi. Thế là đét nít rồi. Đét nó bắt tì rồi. Nếu cái em mà suy tường luôn, cút hết luôn là vừa luôn à. Chốc bây giờ nó máu để xuống luôn nhỉ.
thật đấy chứ. Có mùi chết hết luôn rồi đó. Hay thật sự. Đây à. Châu chứ à, đánh đến nội luôn rồi. Múa nó đéo mất máu luôn đấy chứ. Cường Nguyễn Văn, móc diệt ngon hơn cuồng đao. Đấy, lính mít cho nhìn này nó chứ đem ra đét đi. 20 mega bóp 20 mega chốc cái Z ra trước à. Trời ơi này. Chốc ra trước à. Chạy 4 giây nữa, 5 giây, 4 giây, 3 giây. Bay màu luôn. Đây được cái trụ với 22k. Đừng chết, tới tôi chết. Cường Nguyễn Văn, tìm nó củ cải cứng tế sao chém. Rồi chất cây nó luôn, nó chứ nó mà đánh này. Thật. Rồi. Quậy cứng mình đi lẹ mà đậy ngon chứ mà đi vậy lên cuồng đeo thì bọn nó cứ bu đeo cái mình nữa.